Thì đang cập bến Tân Cảng qua bên kia kìa ha. Ở bên kia nước bữa nay mưa nhiều đó, cho nên là nước sông đầy luôn. Bên kia quán cà phê ha. Rồi, có Tân Cảng phải không ta? Hotel Hà Nam. Đó, có Tân Cảng rồi có bến đón khách ở đây. Khách đi lên bên đó xong rồi qua đây đó lên cái tàu này ha. Mình cũng không đi lên nó có 2 phút thôi, đứng dậy giờ mà được rồi, nó là như vậy ha, mát mẻ ha, đứng trên đầu ngọn sóng đến đây. Ây, hết hồn. Rồi, xuống 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 rồi bị đuổi đuổi bị đuổi bị đuổi à, em lên đầu xong mình đứng luôn đuổi ha. Bây giờ vô vô lại đấy ngắt à, xuống đây xuống của mình đi thoải mái hơn. Rồi rồi chạy tiếp rồi, chắc là trên Tân Cảng không có hành khách xuống tàu ha, đi tiếp ha, có khách ở cảng Tân Cảng. Rồi tàu chạy tiếp. Nữa thì mình sẽ đi tàu buổi sáng.
đi để cảm nhận cái cảm giác đi tàu thôi, nghĩa là trên sông thôi, chứ thật ra bây giờ du lịch dọc sông này có cái gì đâu. Rồi cái nhà kìa, cái nhà sống mà gần bờ sông rồi kìa, trời ơi, thấy nước thiếu điều nó muốn tràn ngập vô trong đó luôn vậy đó. Cái này chỉ phát nếu như mà được là phát diễn cái tiếng đi cho biết ha, thì không biết đi biết sông như thế nào. Thôi thì nó cứ thử nghiệm rồi nó hoạt động một thời gian nó sẽ báo cáo và nó có lời hay lỗ thì biết liền thôi. Nói chung là nó cũng là một cái nút giao thông cải lớn, cải biến của Sài Gòn khi đưa vào hoạt động. Quán cà phê à? Cà phê ven sông. Không phải đâu, nhà hàng á. Nè có Tiger Beer kìa, làm sao mà cà phê, làm sao mà trụ nổi. Vừa cà phê nhà hàng ăn uống thì được. Những ngôi nhà sát bên cái bờ sông này sống mà họ ép tim á, nó hấp chấm mà nó chấm mà nước mà nó cao nó tràn lên cái khổ trốn ở đâu. Rồi ai qua con cầu gì không biết ha, không có mang theo cái tấm bản đồ mà hôm bữa người ta phát qua vậy, cầu Sài Gòn rồi cầu Kinh hay gì nữa đó, xong rồi tới cái bến gì á, bến Bình Chánh, bến gì tùm lum tùm la, chung là tới mấy bến rồi. Video đã hơn 10 phút và mình